Mai của Trấn Thành phá kỷ lục khi thu 2 triệu đô la ở Bắc Mỹ và châu Âu. Sau 2 tuần công chiếu, phim Mai của Trấn Thành đạt thành tích ấn tượng, lập kỷ lục phim Việt Nam đầu tiên có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ và châu Âu. Ngày 5 tháng 4, Trấn Thành chia sẻ thông tin doanh thu của Mai ở thị trường quốc tế. Sau 2 tuần chiếu tại Bắc Mỹ và châu Âu, tác phẩm đạt doanh thu 2 triệu đô la, khoảng 50 tỷ đồng. Cụ thể, ở Bắc Mỹ, phim thu về 1,66 triệu đô la doanh thu, còn tại châu Âu là 341.000 đô la. Doanh thu nói trên đã đưa Mai trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở hai châu lục, lại một kỷ lục mới cho phim Việt chiếu tại hải ngoại. Cảm ơn quý vị đã thương Mai, Trấn Thành chia sẻ. Đại diện truyền thông của ekip phim Mai cũng xác nhận với phóng viên Dân Trí về kỷ lục mà tác phẩm này lập nên ở thị trường Bắc Mỹ, châu Âu. Phía ekip cho biết đây là con số do nhà phát hành quốc tế 3.388 Films thống kê. Trước đó, vào hôm 27 tháng 3, nhà phát hành 3.388 Films thông báo Mai trở thành phim Việt đầu tiên và duy nhất cán mốc 1 triệu đô la chỉ sau 3 ngày công chiếu đầu tiên tại Bắc Mỹ và châu Âu. Ông Thiên A Pham, đại diện 3.388 Films, chia sẻ trên trang Deadline, đến nay, 2 triệu đô la doanh thu cho Mai tại phòng vé quốc tế là thành tích thay đổi cuộc chơi hoàn toàn. 3 năm trước, 1 triệu đô la cho phim Việt tại Mỹ là điều chưa từng có. Đến năm nay là 2 triệu đô la ở Bắc Mỹ và châu Âu, thành tích gần như không tưởng. Mai ra mắt thị trường quốc tế từ ngày 22 tháng 3, được công chiếu tại gần 200 rạp trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia. Theo số liệu từ Box Office Mojo, trang web chuyên theo dõi doanh thu phòng vé quốc tế, doanh thu toàn cầu của Mai hiện gần 23 triệu đô la. Năm 2021, phim Bố Già của Trấn Thành cũng lập thành tích ấn tượng tại quốc tế. Thời điểm đó, tác phẩm giữ kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất ở hải ngoại với con số 1,3 triệu đô la sau 8 tuần chiếu ở Bắc Mỹ. Phim Mai thuộc thể loại hài, tâm lý, kể câu chuyện về Dương, Tuấn Trần, chàng trai đào hoa, không nhớ nổi tên các cô gái mình từng hẹn hò. Cuộc sống Dương thay đổi khi nảy sinh tình cảm với Mai, Phương Anh Đào, cô nhân viên massage, thường bị nhiều người xung quanh phán xét. Hôm 22 tháng 3, Trấn Thành cùng nhà phát hành CJ Hành khách Entertainment công bố doanh thu tổng kết của phim Mai tại thị trường Việt Nam. Sau 41 ngày ra rạp tính từ mùng 10 tháng 2, mùng 1 Tết Nguyên đán, phim cán mốc 520 tỷ đồng, với 6,5 triệu lượt vé bán ra. Mai trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movie. Nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé!